Vâng, xin kính chào bà con, cô bác đã quay trở lại với kênh Tiến Tùng. Đây là video đêm khuya. Vâng, lời đầu tiên thì xin kính chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ thì tới phần mình bình luận. Do là video đêm khuya cho nên mình nói nó sẽ hơi nhỏ và cái biểu đạt nó cũng không được hay. Đấy, nhưng mà thôi, mình cũng cố gắng mà nó hoàn thành video cho nó xuất sắc một chút xíu. Đấy, ok. Vâng, thưa các bác, đời thật là bất công khi mà hôm nay em không còn container để chạy. Đời là thật bất bình đẳng vì chẳng còn mobile home để chạy nữa. Vậy thì hôm nay em sẽ phục vụ quý vị các bác với lại con minibus, con Suzuki Carry. Đấy, hôm nay em chở khoảng 10 người thất nghiệp, cho nên hôm nay em mới nhập một con tay lái nghịch bên Thái Lan về Việt Nam để chạy. Nhưng mà khổ nỗi đây là xe nhập lậu, cho nên hôm nay em sẽ chạy đường đèo đồi núi các bác nhá. Đấy, hơi sốc một tí, nhưng mà được cái là đây là mobile home của em hiện tại, cho nên này cũng có một ít hàng hóa trên mui khá là nhiều. Đấy, cửa mở cửa hít hẳn hoi nhá, rất là xịn xịn sò luôn, chơi hẳn cửa hít nhá. Đấy, cả hai cửa nhá, và cửa bên hông dạng cửa gập Universe, rất là xịn, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, các bác tham quan một tí không gian nội thất của xe. Đấy, đấy, cửa hít, cửa mở tự động. Được cái con xe này, được cái nội thất chở 9 người cũng không gian cũng tương đối là thoáng đãng. Có thể nói là muốn giải tán đám đông nhanh nhất này, chơi bùm một phát đây là thôi rồi, kín mít luôn bà con ạ. Đấy, đây đây là vị khách nữ tính, vị khách nữ xinh đẹp. Đấy, ngồi cùng hàng ghế trước với tài xế. Đấy, đây là con Suzuki Carry nhé các bác. Đấy, buổi đêm mình bình luận trên nó hơi gọi là không được hay, bởi vì nó khuya rồi, không nói to được các bác ạ. Đấy, rồi bây giờ đóng cửa vào mình vô khám phá nội thất. Đấy, thì thực ra con này nội thất nó cũng nghèo nàn lắm, không có gì đặc biệt lắm. Đấy, thôi thì chúng ta lên giường lên đường để tới chỗ gara khám phá thêm một tí nhá. Đấy, hàng chất đầy nóc luôn. Đấy, xe nhập lậu mà. Đấy, nên là chạy đường chủ yếu là chạy đồi núi thôi, chứ không chạy đường đồng bằng nhá. Chạy đồng bằng là công an nó hốt liền, bởi vì xe chưa qua đăng kiểm, chưa qua chuyển đổi cơ cấu. Bởi vì xe Việt Nam chúng ta là xe tay lái thuận, mà đây tay lái nghịch, chạy ngoài đường lỡ ngỡ nó bớp. Thà xe Thái Lan qua Việt Nam biển số là Thái thì có giấy tờ này nọ thì còn được. Đây xe em nhập lậu các bác ạ, khổ lắm, không còn container để chạy, không còn mobile home để quẩy thì thôi, chạy minibus đấy, cũng thẳng tả ngày kiếm đối xị với con minibus này nhá. Đấy, bây giờ mời các bác chiêm ngưỡng em xuống đèo, có rất nhiều pha gọi là say cắm đầu luôn. Được cái xe nhỏ dễ luồn dễ lách, chạy sướng, đường này không xi nhê, cứ 40 60 nó phóng. Quả này mà rơi xuống vực nó cũng toang luôn đấy. 11 mạng, cả tài xế nữa là 11 người, đang 11 mạng trên xe. À, do là cái vấn đề là con này là về thấp bạn nhé, nên hiện tại thì nó sẽ không có phanh xung, không có tiếng máy, thôi chơi trải nghiệm nên không cần. Được cái máy mobile home êm vãi, không nghe tiếng động luôn, chỉ nghe tiếng gọi là bánh xe đang lăn. À, bây giờ mình sẽ vô gara nghịch nghịch một tí. Thì có lẽ là video đêm khuya mình cũng chỉ chào các bạn và diễn một tí thôi. Để nếu mà video ban ngày nhá, có dư dả thời gian thì mình có thể bình luận xuyên suốt được, nhưng mà rất tiếc đây là video đêm khuya chứ mình cũng không bình luận xuyên suốt được.
Cho nên là chúc các bạn xem video vui vẻ. Và phần bình luận của mình xin được phép kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Phần còn lại thì đơn giản lắm, xuống dốc thôi. Sổ đèo, đường này chạy phê lắm. Được cái xe nhỏ luồn lách xuống lắm. Đấy. Thì cái này thì các phụ kiện cũng đơn giản lắm, không có gì nhiều các bạn. Được cái nếu mà có con 16 chỗ mà bỏ với cái hàng này trên mũi hợp này. Chứ con Carry 10, chiếc xe 9 chỗ bỏ này hơi quá tải. Nhưng mà được cái hợp với thực tế, với đời thực, đã đi đường đồi núi. Cộng được ít nào thì cộng các bác ạ. Rồi, chúc các bác xem vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn like, share, subscribe ủng hộ kênh nhé.